sinh vui bước đăng trình mười sáu trọn trang. Ghi trên bảng sung lời thề kinh nhân tám hướng thành đời. Gió bút mây ngàn tàn đêm khe núi đâu dễ sơn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim ước vòng ngày nào hoa cải lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa mười sáu trăng tròn anh đêm tuổi em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá trái đường mềm. Vẫn biết xưa giờ ngàn sau tiếp nối, ai cắm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi ngăn giữ, chuyện đó về sau. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh đồ địa Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu em dàn đồ địa Kenwood Modern SK3, cục dàn thiết kế bóng bẩy Omega rất là đẹp anh em ơi, núm volume rất là sáng, hoạt động hoàn hảo, có chức năng CD và MD và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth. Anh em có thể mua kèm được một học để chỉnh được bass chép và chỉnh được chọn bài, volume, tắt mở vân vân, chức năng cơ bản gần như đầy đủ ha. Mình chỉnh bass chép cho anh em xem. Đây, bass mình tăng giảm ở đây. Nó cộng trừ 8 anh em ha. Nó chất âm khi chỉnh lên rất là hay. Giá dàn này thì mình bán cái giá là 900.000 thôi, bởi vì cặp loa nó không, phía sau nó hơi xấu cạnh chút. Loa SC3 anh em ha, loa bass 12, màng giấy, viền vải tẩm và thép đôm. Thép đôm đến tiếng rất là sắc sảo ha. Loa một gỗ khá là đẹp, hùng phía sau nó hơi lem nhem một xíu. Đây, thì mình bán giá để anh em về học sinh sinh viên về nghe nhà. Loa cùng lưới luôn nè, loa này đẹp luôn, loa này đẹp khớp cạnh luôn. Cái âm nhạc khá là hay. Trong mà giá 900.000 thì những cái loa vi tính không được, có cửa bằng âm thanh hay như thế này. Mình đang test chức năng này là CD nữa mà, đang test CD. Màn hình hiển thị rõ nét nha, nên mình test qua MD. Rất là trong trẻo, bass rất là sâu ha. Rồi test qua MD. Quá đẳng cấp luôn. Tôi ở đồn xa nhịp cầu duyên mong nối chi âm muôn. Lan đào xiêm hằng ngày nghe nói tên, muốn quên để rồi đến em cầu ra tôi cùng kiếm miền chung tôi cũng tìm. Nối nhịp cầu xiêm của người anh linh chiến em xin nhắn lời. Tên bài hát ở đây luôn anh em. Rồi mình test qua chức năng AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính. Mình kết nối Bluetooth không dây vô. Rồi mở nhạc trên YouTube anh em ha. Này anh em nào cũng hay dùng chức năng này. Ngày gió mưa không còn đến đường dài thẳng dài và mặc tình sống trên. Cùng nhau ta
đan lai thành sông xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cô tinh thần đây mơ toàn chìm trên mây. K3 thì càng gặp loa FC3 màn hình còn khá đẹp, loa phía sau phía sáu cạnh một xíu mình bán giá 900.000 rất là rẻ, hoạt động hoàn hảo, CD, MD và có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth. Anh em có thể mua kèm remote học giá 100.000 là chỉnh được bass, giá tăng giảm volume và chọn bài và tắt mở vân vân. Anh em nào mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Em đăng ký kênh nhấn thông báo bên phải video, cái chuông nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.